Cuộc xung đột Nga-Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến nhiều thương hiệu thời trang nước ngoài rút khỏi Nga. Cụ thể là hàng chục thương hiệu như Adidas, H&M và Zara đã đóng cửa ở Nga từ khi cuộc xung đột với Ukraine bắt đầu năm ngoái, trong khi các lệnh cấm vận của phương Tây đã cắt đứt khả năng tiếp cận hàng hóa nước ngoài. Ngành thời trang nội địa Nga đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống các nhãn hiệu phương Tây bỏ lại, nhưng gặp những vấn đề như thiếu nhân lực, thiết bị và nguồn cung vải. Trong khi nhà nước đổ trợ cấp vào các ngành công nghiệp như quần áo, Moscow cũng đối mặt với cuộc chiến khó khăn để bán được hàng Made in Russia. Các doanh nghiệp của Nga hiện đang cố gắng nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm để có thể sớm lấp đầy thị trường thời trang nội địa. Nhà tư vấn thời trang Stanislava Nadmitdinova trong cửa hàng thời trang ở trung tâm mua sắm tại Moscow đã làm việc trong lĩnh vực này từ năm 1978. Cho biết sau khi Liên Xô tan rã, ngành công nghiệp nhẹ của Nga cũng lâm vào khó khăn. Nga ngừng sản xuất vải và mất đi kiến thức cần thiết để đào tạo quản lý bởi các trường đào tạo thời Liên Xô đóng cửa. Kết quả là các nhà máy thiếu 25 tới 50% số lượng chuyên gia cần thiết. Hiện nay, trong khi các thương hiệu như là H&M và Uniqlo bị thay thế bởi các thương hiệu Nga như là Life và Lady and Gentleman, đa số hoạt động sản xuất vẫn diễn ra ở nước ngoài. Các thương hiệu quần áo lớn của Nga được sản xuất tại các nhà máy châu Á, cũng giống như các nhãn hiệu phương Tây đã rời Nga. Tadiana Belkevich, chuyên gia của RAFI, Hiệp hội đại diện cho ngành thời trang Nga nói, tại Saint Petersburg, thương hiệu quần áo Gil đã định vị mình là một giải pháp thay thế cho thương hiệu Massimo Dutti của Tây Ban Nha. Công ty đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất ở Nga, tăng gấp đôi sản lượng trong năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục làm điều tương tự vào năm 2024. Bà Evgenia Mosechuk, giám đốc điều hành hãng thời trang Gil cho biết, sau sự ra đi của các thương hiệu thời trang phương Tây, nhu cầu về lực lượng lao động trong ngành dệt may đã tăng theo cấp số nhân. Không thể sản xuất mọi thứ ở nước ngoài, do vậy chúng tôi đang cố gắng rút ngắn khoảng cách về logistics và sản xuất ngay tại nga. Tuy nhiên các doanh nghiệp thời trang của nga vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất từ sự thiếu hụt trang thiết bị cho tới nguồn cung nguyên liệu thô. Sự suy yếu của ngành công nghiệp dệt may hậu soviet cũng khiến các nhà máy thiếu hụt từ 25 đến 50% số chuyên gia cần thiết. Bà Evgenia Moshechuk, giám đốc điều hành hãng thời trang Yoo đánh giá. Vấn đề chính hiện nay là sự thiếu vắng các nhà quản lý, có trình độ và cả nguồn cung nguyên liệu được sản xuất tại Nga. Chúng tôi thiếu các công nghệ cần thiết để sản xuất những nguyên liệu đó. Tuy vậy, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang Nga. Theo thống kê, số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang đã tăng khoảng 20% trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022. Bà Stanislava Natmidinova, chuyên gia tư vấn phát triển kinh doanh thời trang cho biết, khẩu hiệu mặc đồ sản xuất tại Nga được chính phủ ủng hộ ở nhiều cấp độ. Chúng tôi đang chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ, nỗ lực quảng bá, trợ cấp để những người trong ngành thời trang có thể làm việc theo cách hiệu quả hơn, đẩy mạnh tuyệt sản xuất. Tại các trung tâm thương mại, người tiêu dùng Nga cũng dần cảm thấy quen thuộc hơn với các thương hiệu nội địa. Một người dân Nga cho hay, tôi nghĩ các thương hiệu Nga có tiềm năng lớn và đây là một giai đoạn mới. Cá nhân tôi chỉ mặc đồ của các thương hiệu nội địa và không quá băn khoăn về các thương hiệu nước ngoài đã rời đi các doanh nghiệp của chúng tôi đang làm ra những sản phẩm với chất lượng tốt. Thống kê cho thấy trong năm ngoái, lượng quần áo nhập khẩu từ châu Âu và Nga đã giảm gần 40%. Chính phủ Nga hy vọng đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp thời trang nước này thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất nội địa sau nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Nhà tư vấn thời trang Stanislava Nasmidinova cho hay sự lựa chọn của khách hàng cũng bị ảnh hưởng bởi tài chính hơn là lòng yêu nước. Đối với người tiêu dùng hiện nay, mua được giá rẻ quan trọng hơn là mua hàng do Nga sản xuất, cô nói. Theo Tập đoàn Tư vấn Thời trang, giá quần áo đã tăng 30% do các lệnh trừng phạt làm gián đoạn chuỗi cung ứng và tỷ giá đồng rúp so với đồng đô la Mỹ ở mức thấp nhất lịch sử. Người Nga bây giờ cho biết họ quan tâm hơn đến các thương hiệu nội địa, nhưng thực tế họ không lựa chọn vẫn có hơn một nửa số người nga tiếp tục mua hàng hóa nhãn hiệu phương tây qua các nước thứ ba theo công ty kiểm toán và tư vấn B1 chi nhánh cũ của nga của Ernst Young một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới khi người phương tây quay lại nga họ sẽ tìm lại được khách hàng trung thành ở đây Nat Dinova nhận định tất nhiên là nếu những người đó vẫn còn sống